chàng chim tung cánh đón chào hoa tô mùa hè, nụ cười trên khóe môi muôn hoa nở cùng ta. Nào cùng chúng sinh bước hát lên khúc ca rộn ràng, kỳ bình minh hoan hỉ đón chào hoa tô mùa hè. Hồng phất phao cho thân tâm ta sáng ngời, đem yêu thương từ bi đến khắp mọi nơi. Hồng phất phao đến giác ngộ kiếp người, cho mai sau đời ta sống yên bình hơn. Hồng phất phao để yêu thương muôn loài, tàn trải từ bi không sát sanh từ đây. Hồng phất phao để tâm ta thân tình, ta cùng nhau chào đón hoa tô mùa hè. Cùng trong sân bước hát lên khúc ca rộn ràng, kỳ bình minh hoan hỉ đón chào hoa tô mùa hè. Hồng phất phao cho thân tâm ta sáng ngời, đem yêu thương từ bi đến khắp mọi nơi. Hồng phất phao để giác ngộ kiếp người, cho mai sau đời ta sống yên bình hơn. Hồng phất phao để yêu thương muôn loài, tàn trải từ bi không sát sanh từ đây. Hồng phất phao để tâm ta thanh tịnh, ta cùng nhau chào đón hoa tô mùa hè. Hồng phất phao cho thân tâm ta sáng ngời, đem yêu thương từ bi đến khắp mọi nơi. Hồng phất phao để giác ngộ kiếp người, cho mai sau đời ta sống yên bình hơn. Hồng phất phao để yêu thương muôn loài, tàn trải trong đường lối tu học cho thanh thiếu niên Phật tử trong xã hội ngày nay.
Bởi lẽ thanh thiếu niên là lực lượng xã hội hùng hậu, có trình độ, có tiềm năng sáng tạo, có khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học kỹ thuật hiện đại. Trong mọi thời kỳ, với một quốc gia, thanh thiếu niên bao giờ cũng có vai trò hết sức to lớn, là sức sống hiện tại và tương lai của đạo pháp và dân tộc. Một dân tộc muốn phát triển, một đạo Phật muốn hưng thịnh, trước hết phải hồi sinh các tầng lớp Phật tử trẻ. Bởi vậy, nếu thanh thiếu niên không chịu giác ngộ, không đủ nghị lực, không còn sức sống, không được tổ chức lại, chỉ chịu lại trong lối sống thực dụng và buông thả, thiếu ý thức rèn luyện và chưa xác định được lý tưởng sống đúng đắn, sống chủ động, thờ ơ, còn dựa dẫm hoàn toàn vào cha mẹ, thì dân tộc có nguy cơ bị diệt vong, đạo Phật cũng vì nó mà có nguy cơ tàn dù. Vì thiếu sự kế thừa cần có, vậy nên công tác thanh thiếu niên là vấn đề sống còn của đạo pháp và dân tộc. Nhận thức được vai trò quan trọng của thanh thiếu niên trong công tác tổ chức thanh thiếu niên, trưởng kỳ Âu An Bài tổ chức khóa tu mùa hè 2017 với mong muốn xây dựng lớp trẻ vững về đạo lý, khỏe về thể lực, rộng về kiến thức, trình độ, đủ năng lực đóng góp cho xã hội, biết tràn hòa tình yêu dân tộc, yêu đất nước, yêu thiên nhiên, yêu con người trong tấm lòng từ bi tràn chứa và sâu lắng. Đó chính là lý do của buổi lễ khai mạc khóa tu mùa hè với chủ đề Hương Hạt Hương Sen 2017 ngày hôm nay tại chùa Kỳ Đâu. Thời gian này, trong bầu không khí trang nghiêm, thắm tình đầu vị, dưới bầu hình y giải thoát của chị Tôn Đức chứng minh, ban tổ chức chúng con vô cùng hoan hỷ và xin được cung kính giới thiệu. Về chứng minh và tham dự buổi lễ hôm nay, ban tổ chức chúng con xin được cung kính giới thiệu. Trên bảng chứng minh, chúng con xin được cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Kỳ Thuần, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Sông Lô, trưởng ban Hoàng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc, trụ trì Hiền viện Trúc Lâm. Về được chúng con xin được cung kính giới thiệu. Trên bản chứng minh chi ni, chúng con xin được cung kính giới thiệu sư cô Đinh Đảm Tuệ, trụ trì chùa Kim Âu An Bàng, trưởng ban tổ chức khóa tu mùa hè 2017. Chúng con xin được cung kính giới thiệu. Chúng con xin được cung kính giới thiệu sư thầy Kim Viên Thành, trụ trì chùa Hồng Ân, Thanh Liên, Hà Nam. Chúng con xin được cung kính giới thiệu. Ban tổ chức cũng xin được trân trọng giới thiệu cư sĩ Diệu Ngọc, phó ban tổ chức khóa tu mùa hè 2017. Xin được trân trọng giới thiệu. Xin được trân trọng giới thiệu cư sĩ Hùng, phó ban tổ chức khóa tu mùa hè 2017. Xin được trân trọng giới thiệu. Và đặc biệt, chúng tôi cũng xin hân hoan chào mừng các vị đại biểu khách quý, các nhà hảo tâm, các phóng viên báo đài, các nhà bảo trợ cho ban tổ chức. Và chúng tôi cũng xin được đồng nhiệt chào đón tất cả các quý vị hữu trí thức, nam nữ phật tử, các bậc phụ huynh, đặc biệt là sự có mặt của trên 500 khóa sinh hiện có mặt tại hội trường ngày hôm nay. Đồng nhiệt chào đón. Kính bạch chư Phật tòa, đại đức Tăng Ni, kính thưa quý vị, khóa tu mùa hè là sự kiện có ý nghĩa to lớn không chỉ đối với hơn 500 khóa sinh, tạo hành trang quý báu cho các thanh thiếu niên Phật tử được hạnh phúc, an lạc khi đi giữa đạo và đời, mà còn là cơ sở chắc cánh cho sự phát triển bền vững của dân tộc và đạo pháp. Hy vọng các em sẽ có một trải nghiệm tuyệt vời và khó quên tại khóa tu mùa hè chùa Kim Âu năm nay. Và ngay sau đây, ban tổ chức chúng con xin được thành kính cung kính sư cô Thích Đảm Tuệ, trụ trì chùa Kim Âu An Bàng, trưởng ban tổ chức khóa tu mùa hè lên tuyên đọc diễn văn khai mạc. Chúng con xin được thành kính cung kính. Thank you.
thầy. Xin được kính chúc sư thầy luôn khắc nghiệm kỳ án để đang thực chiếu thật sự nguyên thành để dẫn dắt cho chúng con trong đặc biệt là trong hơn 500 các bạn khóa sinh tham dự khóa tu mùa hè được nhận được nhiều những kết quả tốt đẹp nhất. Và để góp phần vào thành công của khóa tu mùa hè, đó chính là nhiệt huyết của tuổi trẻ, tinh thần đồng đội, sự tinh thần, đặc biệt là sự tuân thủ các quy định của ban tổ chức. Ngay sau đây, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu khóa sinh Tạ Thu Vân, đại diện cho hơn 500 khóa sinh tham dự khóa tu mùa hè, lên tuyên hứa trước sự chứng minh của người phương chính Phật, chư tôn đức giáo phẩm. Và toàn thể các vị đại biểu khách quý, ban tổ chức xin mời toàn thể trại sinh, chúng ta sẽ cùng trang nghiêm để cùng lắng nghe lời tuyên hứa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cung kính lễ bái bạch sư cô chủ trì trưởng ban tổ chức khóa tu mùa hè. Kính bạch quý sư cô, quý ban hội tử cùng quý anh chị huynh trưởng, đoàn trưởng trong gia đình Phật tử đạo tràng chùa Kim Mâu, An Bàng. Hôm nay chúng con vô cùng vinh hướng hạnh phúc khi được quay tụ quay quần bên nhau dưới mái già năm nhân khóa tu mùa hè. Năm ngày từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 6 năm 2017. Kính bạch thưa cô chủ trì cùng quý ban tổ chức, quý anh chị huynh trưởng, hôm nay khóa tu mùa hè năm này được tổ chức tại chùa Kim Mâu. Chúng con xin phát nguyện chấp hành đúng nội quy của khóa tu, tinh tấn phấn đấu tu học, cùng thương yêu đời lẫn nhau. Chúng con nguyện sẽ lắng nghe tiếp nhận những lời hay ý đẻ, những hiếu đạo là người của sư cô chỉ dạy, để rồi mai đây sau khi hoàn khóa tu chúng con rời xa ngôi chùa Kim Mâu, tạm biệt các bạn hiền trong khóa tu và đặt chân lên khắp ngoài nẻo đường đời. Chúng con có đầy đủ mầm thiện tâm và đem mầm thiện ấy đến với những ai có duyên, có chí nguyện trở thành người tốt, và chúng con mãi mãi sẽ không bao giờ quên hình ảnh ngôi chùa vàng vừa thanh tịnh uy nghiêm hùng vĩ và báo cáo lam hiền của quý sư cô với tình yêu thương vô bờ bến, quý cô bác ân cần, các anh chị huynh trưởng quan tâm chăm sóc chúng em và những kỷ niệm cùng các bạn khóa viên cùng chúng con tụ tập. Chúng con hứa sẽ cố gắng không phạm sai lầm, không phải những điều không đáng phạm mà trước đây chúng con thường vấp phải, cũng đi những lỗi lầm và ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới thường hay giảm phạm sai phạm. Lời cuối cùng con kính chúc sư cô chủ trì pháp thể thiên nhan chứng thanh thị độ mãi mãi là bóng cây đại thọ che mát và dẫn dắt chúng con chúng khai chưa bước đường tu học khải thoát. Kính chúc các quý cô bác trong ban tổ chức luôn mãi là đóa hoa sen chứa ngát tình yêu thương và từ bi để dẫn dắt chúng con và bao thế hệ quy sinh tương lai trở thành những người con hiếu thảo và những người công dân tốt của đất nước Việt Nam. Kính chúc các anh chị huynh trưởng, đoàn trưởng dồi dào sức khỏe, thân tâm thường an lạc để dẫn dắt chúng em sinh hoạt Phật pháp. Chúng con kính nguyện hồi hướng đến tất cả những bạn có hoàn cảnh khổ đau, bất hạnh đều được bình yên, hạnh phúc. Chúc các bạn tinh tấn. Nam mô Chư Thiên Chư Bồ Tát Ma Ha. Các bạn khóa sinh vừa rồi đã nghe lời tuyên hứa của một đại diện của bạn của mình chưa? Trả lời nào lớn tiếng lên, các bạn đã nghe rõ chưa? Rồi ạ! Mỗi người cha, người mẹ nào sinh con ra trên đời đều mong muốn con mình mang những nét đẹp, những tính tật, đức tính và những phẩm chất cao quý. Đặc biệt hơn nữa, đó còn là sự từ bi, trí tuệ, tự ái với bản thân chúng sinh, với mỗi loài. Tuy nhiên, trong đời sống xã hội hiện nay, giữa ngày ngày tấp nập với đời, với cơm áo gạo tiền, những người cha mẹ ấy đã vô tình chưa dành được nhiều thời gian cho những đứa con của mình. Và sự kiện khóa tu mùa hè ngày hôm nay càng trở nên ý nghĩa đối với họ. Và ngay sau đây, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời lên sân khấu Phật tử Diệu Âm Liên Xuân, đại diện cho các bậc phụ huynh nên có đôi lời phát biểu cảm tưởng, cảm tạ hồng ân tam bảo cũng như căn dặn con em của mình khi tham dự khóa tu năm nay. Xin được trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa các quý vị đại biểu và các vị khách quý, kính thưa các vị phụ huynh hiện diện nơi đây, chúng con kính nghe đức Phật dạy: được sinh người làm người là khó, được gặp chánh pháp là khó, được biết kính tin tu tập theo chánh pháp còn khó hơn. Hôm nay, trong không khí vô cùng ấm cúng và phủ đầy sự từ bi, được sự cho phép của quý sư cô Khả Kính,
chúng con có đầy đủ phúc đức nhân duyên được cùng nhau với con cháu của mình hội tập về đây tham dự khóa tu mùa hè 5 ngày từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 6 tháng 6 năm 2017. Trong buổi lễ long trọng và trang nghiêm này, chúng con xin được thiết lễ nguyện cầu nhờ hai lực thập phương Tam Bảo chứng minh các tu sinh hữu duyên cùng về đây tham dự khóa tu mùa hè thơm ngát hương sen tu tập học tập trong 5 ngày, nương nhờ năng lực nhiệm màu trong ánh hào quang của người thương chư Phật, cùng sự gia trì chư nguyện chú nguyện của hạ quý ngài chư Tôn Đức Tăng Ni, cầu nguyện cho khóa tu được thành tựu. Thay mặt cho các quý phụ huynh tu sinh, con xin thành kính tri ân sư cô chủ trì đã trải lòng từ bi thương yêu chúng sinh, tạo điều kiện để các con được tham gia khóa tu. Xin thành kính tri ân quý ngài chư Tôn Đức Tăng Ni đã quang lâm chứng minh và ban phước lành cho chúng con. Xin cảm ơn các cấp lãnh đạo chính quyền nơi sở tại đã tạo điều kiện tốt giúp đỡ chùa cùng các tu sinh. Xin trân trọng cảm ơn các quý vị thành viên ban tổ chức đã giúp đỡ chúng tôi chăm sóc lo lắng cho các tu sinh trong suốt quá trình khóa tu. Và xin kính chúc các quý chư Tôn Đức Tăng Ni sư cô chủ trì chùa Kim Bâu phúc thể phát an chúng sinh dị độ đạo Phật viên thành. Xin kính chúc quý ban tổ chức, chúc quý phụ huynh cùng các quý vị Phật tử vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Kính chúc các tu sinh có một khóa tu học đầy bổ ích và ý nghĩa. Chúc các con sau khi kết thúc khóa tu năm này sẽ trở thành những con hoa sen thơm ngát hương diệu hạnh. Kính chúc khóa tu thơm ngát thành công viên mãn. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nói về ý nghĩa của khóa tu mùa hè và đặc biệt chỉ dạy cho chúng con hơn 500 các bạn khóa tu tham dự khóa tu mùa hè năm nay những lời đạo từ ý nghĩa, chúng con xin được thành kính cung kính tương tỏ. Mỗi ngày mỗi tăng
nhưng vì đau và đau khổ của con người không thể thuyên giảm, và đời sống kém phẩm hạnh, kém đạo đức, chúng ta thấy có mặt rất nhiều. Cho nên tổ chức những khóa tu cho các em về để nuôi dưỡng thiện tâm, ươm mầm đạo đức, đó là điều hết sức cần thiết. Để nhân đây thì chúng tôi xin phép được chia sẻ đến với các em về sự nhớ ơn Đức Phật khi còn tại thế. Thì lúc thành đạo với Cội Bồ Đề, Đức Phật cũng đã hướng về cây Bồ Đề để nói lên lòng tri ân đối với cây đã che mưa che nắng cho mình trong thời gian 49 ngày để thành tiểu đạo quả. Có thể xin phép quý vị phụ huynh các anh chị không đưa nước trong lúc này để cho trật tự trang nghiêm có thể làm việc. Xin quý vị phụ các anh chị chúng ta sẽ dành nước và cho các em vào lúc khác. Trong lúc này chúng ta có thể đưa nước. Con xin nhớ ơn cha. Con xin nhớ ơn mẹ. Con xin nhớ ơn mẹ. Cha mẹ sinh con ra. Cha mẹ sinh con ra. Cho con thân thể này. Cho con thân thể này. Con xin nhớ ơn thầy. Con xin nhớ ơn thầy. Chỉ dạy từng điều hay. Chỉ dạy từng điều hay. Chỉ đức và nghề nghiệp, trí thức và nghề nghiệp, tiếp sức sống cho con, tiếp sức sống cho con. Con xin nhớ ơn Phật, con xin nhớ ơn Phật, là bậc đủ phước trí, là bậc đủ phước trí, khai thị rõ đường về, khai thị rõ đường về, đưa con về bờ giác. Con xin nhớ ơn Pháp. Con xin nhớ ơn Pháp. Là ngọn đuốc sáng soi. Là ngọn đuốc sáng soi. Dẫn con về đèo chánh. Dẫn con về đèo chánh. Xa lắm hạnh đường tà. Xa lắm hạnh đường tà. Con xin nhớ ơn Tăng. Con xin nhớ ơn Tăng. Là bậc thầy thanh tịnh. Là bậc thầy thanh tịnh. Giới đức thật nghiêm minh, giới đức thật nghiêm minh, bậc vô phạm chúng sinh, bậc vô phạm chúng sinh. Con xin nhớ ơn trời, con xin nhớ ơn trời, đã che chở cho con, đã che chở cho con. Con xin nhớ ơn đất, con xin nhớ ơn đất, cho con đủ vật sống, cho con đủ vật sống. Con xin nhớ ơn người, con xin nhớ ơn người, đã cung cấp cho con, đã cung cấp cho con, từ miếng ăn ngon ngọt, từ miếng ăn ngon ngọt,
với bèn trên hiếu thảo với nền sàn, trên kính trọng ông bà, trên kính trọng ông bà, dưới hòa thuận anh em, dưới hòa thuận anh em, xin đem lòng thành kính, xin đem lòng thành kính, quy y Phật pháp tăng, quy y Phật pháp tăng, hàng đến chùa học đạo, hàng đến chùa học đạo, sống cuộc đời thanh cao, sống cuộc đời thanh cao, vâng lời Phật dạy bảo, vâng lời Phật dạy bảo, không làm các việc ác, không làm các việc ác, siêng làm những điều lành, siêng làm những điều lành, giữ tâm ý tịnh thanh, giữ tâm ý tịnh thanh, quyền thực hành năm giới, quyền thực hành năm giới, không sát nhân hại vật, không sát nhân hại vật, không cướp giật của người, không cướp giật của người, không là lơi tà hành, không là lơi tà hành, luôn nói lời chân chánh, luôn nói lời chân chánh, không vọng ngữ ác ngôn, không vọng ngữ ác ngôn, không cờ bạc tiền chè, không cờ bạc tiền chè, không xì ke ma túy, không xì ke ma túy, không để bị mê hoặc, không để bị mê hoặc, bởi các cuộc ăn chơi, bởi các cuộc ăn chơi, đua đòi theo thời hội, đua đòi theo thời hội, thiêu đốt cả bạc tiền, thiêu đốt cả bạc tiền, quyền siêng năng học tập, quyền siêng năng học tập, sau giúp ích cho đời, sau giúp ích cho đời, mỗi ngày thêm đẹp tươi, mỗi ngày thêm đẹp tươi, mọi người được hạnh phúc, mọi người được hạnh phúc, xin cầu chúc tất cả, xin cầu chúc tất cả, sống hòa thuận bên nhau, sống hòa thuận bên nhau, thế giới hết khổ đau, thế giới hết khổ đau, chúng sinh thành Phật đạo, chúng sinh thành Phật đạo, thành kính lễ Tam Bảo, thành kính lễ Tam Bảo, Đức Phổ Sư Thích Ca, Đức Phổ Sư Thích Ca, Đức Phật A Di Đà, Đức Phật A Di Đà, chứng giám cho lòng chúng con, chứng giám cho lòng chúng con. Các em và thân mến, vừa rồi các em tập hàng 20 bài nhớ, 20 điều nhớ lên nha. Có hay không? Và hôm nay, trước đó có một chiếc xe đã đụng vào
khi vào bệnh viện thì thai phụ đó đã nằm và bất tỉnh mê man và rất là kỳ lạ là người phụ nữ đó tuy là mê man nhưng mà bào thai bên trong đó vẫn được nuôi dưỡng và nhịp thở vẫn đều và suốt hơn một tháng trời thì các y bác sĩ thấy thai phụ đó vẫn thở đều đặn và người ta đã truyền dưỡng cho cô. Đến ngày sắp sinh nở đó thì bác sĩ đã mổ và đưa được em bé ra ngoài. Thì lúc đó một y sĩ đã đến nói nhỏ bên tai của hai phụ này thì con của chị đã được cứu sống, chị hãy yên tâm. Và từ nơi khóe mắt hai dòng nước mắt đã chảy ra và hai phụ đã chút hơi thở từ vị phụ nữ. Dẫn một câu chuyện như vậy để muốn trao đổi với các em một điều rằng là sự hy sinh của người mẹ rất là to lớn. Mặc dù người bị tai nạn bất tỉnh hôn mê nhưng trong tâm của người mẹ lúc nào cũng là muốn đứa con mình có mặt trên cuộc đời. Và cuối cùng thì người mẹ đó đã hoàn thành cái tâm nguyện của mình khi đứa con đã ra đời. Thì cũng là lúc người mẹ chúc hơi thở để đến tìm cuộc đời. Cho nên các con phải nhớ một điều rằng là có được hiện tại này là nhờ ơn cha, nhờ ơn mẹ phát thành và nuôi dưỡng chúng ta mới có được hiện tại như ngày hôm nay. Cho nên cái ơn đầu tiên mà đạo Phật khuyên cho chúng ta là nhớ ơn cha, nhớ ơn mẹ. Ơn thứ hai là ơn thầy cô. Các em đang khi ra trong cuộc đời, các em chưa hề biết được chữ gì, nhưng các em được bố mẹ cho đến trường học hỏi, thầy cô ban tặng, cho nên các em có được sự hiểu biết, các em có được tri thức và sau này các em lớn lên, các em phải là đầu tư cho mình nghề nghiệp để có thể nuôi cho bản thân và giúp ích cho gia đình. Cho nên điều thứ hai mà chúng ta phải nhớ ơn đó là ơn thầy cô cung cấp tri thức cho chúng ta. Thứ ba là các em phải nhớ ơn Phật. Vì sao phải nhớ ơn Phật? Là vì chúng ta biết rằng ngoài đời sống vật chất chúng ta còn cần một đời sống thứ hai, đó là đời sống tâm linh, đời sống an lạc hạnh phúc cầu tâm. Cho nên bác sĩ Đỗ Hồng Cầu 30 năm làm trong ngành y, bác sĩ mới nói thế này là tôi chỉ có khả năng chữa được bệnh đau chứ tôi không thể chữa được bệnh cổ. Đau nơi nào thì bác sĩ có thể nắm bệnh để cho thuốc giúp cho bệnh nhân hết đau, nhưng bệnh cổ thì bác sĩ làm điều gì? Muốn chữa được bệnh cổ thì chúng ta phải nhờ đến dược chất của Đức Phật. Cho nên trong nhà Phật có một vị Phật gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai không những chữa được bệnh tâm mà Ngài còn chữa được cả bệnh thân. Cho nên chúng ta sở dĩ nhớ ơn Phật là vì Đức Phật có những phương thuốc để giúp cho con người chữa được, làm được căn bệnh khổ đau. Cho nên chúng ta phải nhớ ơn Phật. Rồi thứ tư là phải nhớ ơn Pháp. Vì sao phải nhớ ơn Pháp? Cũng như vừa rồi có chia sẻ với các em đó, chúng ta nhớ ơn Phật là vì Đức Phật có những phương thuốc để chữa làm căn bệnh khổ đau. Còn Pháp là những phương pháp, là những thuốc men để giúp cho con người sống cuộc đời an lạc hạnh phúc và có thể chữa lành những căn bệnh khổ đau của mình. Cho nên Pháp là một phương tiện, là kỹ năng, là những phương thuốc để giúp cho chúng ta sống cuộc đời an lạc hạnh phúc. Cho nên chúng ta cần phải nhớ Pháp là vậy.
xin nhớ ơn tăng. Vì sao phải nhớ ơn tăng? Thưa chư tăng là các bậc thầy đã xuất gia tu hành, cho nên chỉ một việc là đem chánh pháp của Đức Phật trao truyền giúp cho mọi người sống cuộc đời an vui hạnh phúc và hóa giải những niềm đau khổ. Cho nên là nơi nương tựa vững chắc về sống tâm linh. Cho nên chúng ta phải nhớ chúng ta khi đi hành động. Thứ sáu, con xin nhớ ơn trời. Vì chúng ta biết rằng là hầu không gian mà chúng ta đang sống ấy, là nhờ không khí mà chúng ta hít thở mỗi ngày. Các em thân mến, ví như có một người bị đói 10 ngày cũng chưa chắc bị đau chết, hoặc là có người bị khát 3 ngày cũng chưa đến nỗi tử vong. Nhưng mà xin phép hỏi các em là nếu nhịp thở 5 phút thì sao ạ? Thì như vậy chúng ta thấy rằng là không gian trời và đất, cây xanh đang từng ngày cung cấp oxy để chúng ta thở. Cho nên duy trì được mạng sống này là chúng ta phải nhớ ơn trời, nhớ ơn đất và nhớ ơn cây đang từng ngày cung cấp oxy để chúng ta thở. Cho nên thứ sáu là chúng ta phải nhớ đó là ơn trời. Ơn thứ bảy là con xin nhớ ơn người. Vì sao nhớ ơn người? Vì mọi người đã cung cấp thực phẩm, bố mẹ đã dành dụng tiền để thay cho các con những thân áo đẹp. Sau khóa tu buổi trưa hôm nay, các con sẽ có được những bữa cơm tuy là thức ăn chay nhưng sẽ giúp cho mình được no đủ. Thì có được bữa cơm ngon lành để chúng ta ăn hết là nhờ những người nấu nướng ở dưới bếp, nhờ bố mẹ cung cấp thực phẩm để chúng ta có một bữa ăn và nuôi lớn chúng ta mỗi ngày. Cho nên chúng ta phải nhớ cái ơn thứ bảy, đó là ơn của cha mẹ và những người đã nuôi dưỡng thực phẩm đến chúng ta. Thứ tám là xin nhớ ơn tổ quốc. Như các em, như mọi người có được sự bình yên để ngồi dưới mái chùa để chúng ta tu một cách an lành bình yên, thì ngoài biên cương nơi biên thì rất nhiều chiến sĩ bộ đội công an đang ngày đêm gìn giữ đất nước để chúng ta có được sự bình yên và chúng ta ngồi lại để tu tập sống với nhau trong một không gian rất là thanh tịnh. Cho nên ơn thứ tám chúng ta phải nhớ đó là ơn tổ quốc. Rồi thứ chín là từ khi có thân này là chúng ta nhờ tất cả các ơn mọi người hỗ trợ để chúng ta duy trì được mạng sống này. Cho nên các em phải nhớ những điều mà chúng ta được học hôm nay để làm sao nhớ ơn, tri ơn tất cả những cái duyên mà chúng ta được gặp gỡ đó, hôm nay đã hình thành cho chúng ta những điều tốt đẹp. Thứ 10 là thân người quý biết bao, con quyền sống làm sao cho thật là cao đẹp, không khổ kẻ ít người. Các em nên biết ở trong kinh đó, Đức Phật cho biết rằng là làm được thân người rất là khó, và nghe được Phật pháp thì lại càng khó hơn. Vì sao làm thân người lại khó? Ở đây quý thầy xin chia sẻ để các em ba lý. Bản thân thầy đã có dịp vào trong bệnh viện kỳ tật ở trong miền Nam tại Bình Phước. Thì nơi trẻ em kỳ tật đã có những em thì có đầu nhưng mà không có mắt, có em có mắt nhưng mà không có tay, rồi có em có tay nhưng mà không có chân. Tức là chúng ta biết rằng là các em trong bệnh viện dị tật
khi mình có được hình hài đầy đủ thì chúng ta phải nhớ rằng là đó là một phước duyên lành và chúng ta nên nhân trọng, cho nên phải trân trọng và hứa với lòng rằng là phải sống đẹp, sống tốt, sống xứng đáng để chúng ta hưởng được những phước lành mà chúng ta đã có. Đó là thứ 10. Rồi thứ 11 là nguyện trao dồi đạo đức, lo mở mang tri thức, thân cận bằng tiền, thương yêu kẻ vô phận. Có hai câu ở trong nhà đạo xin nhận ra để công hiến các em. Trong nhà đạo có hai câu thế này: hoa thơm nhờ vị, người có giá trị nhờ có đạo đức. Hoa thơm nhờ vị, con người có giá trị nên con người nhờ có đạo đức. Cho nên chúng ta phải thường xuyên đến ngôi chùa để mà ươm mầm nuôi dưỡng đời sống đạo đức, vì đó là giá trị của một con người. Các em có thấy đó là điều mà chúng ta cần. 12 là tuân lời thầy dạy dỗ, hiếu thảo với mẹ cha, trên kính trọng ông bà, dưới hoàng trọng anh em. Đây là đạo đức làm người, tức là để hình thành một con người tốt đẹp thì chúng ta phải hiếu thảo với cha mẹ, kính trọng ông bà và điều trị với anh em trong nhà. Đó là gì? Đó là một nhân cách đẹp, đó là đời sống đạo đức của một con người, và chúng ta phải nuôi dưỡng sự mẹ. Cho nên hôm nay phụ huynh, ông bà, bố mẹ đưa các em đến chùa, mục đích là để các em nuôi dưỡng đời sống đạo đức, nuôi dưỡng thiện tâm, nuôi dưỡng sự hiếu thảo, sẽ đi để hình thành cái một nhân cách đẹp của một con người. Và ông bà ngày xưa có câu đó: uống cây uống từ lúc còn non, dạy con từ lúc con còn cây thân. Tức là muốn cho cây đẹp đó, như chúng ta thấy ở ngoài có những cái cây thế rất đẹp đó, cả uống từ cái cành lúc còn non, thì các con các cháu các em cũng vậy, muốn trở thành những con người tốt cho bản thân cho gia đình thì các em phải nuôi dưỡng đời sống thiện lành, nuôi dưỡng sự hiếu thảo, nuôi dưỡng sự kính trọng đối với ông bà cha mẹ, và nuôi dưỡng sự hòa thuận đối với anh em trong nhà. Đó là gì? Đó là nền tảng đạo đức, là nhân cách đẹp, là giá trị của con người và các em cần phải lưu tâm. Điều 13 là xin đem lòng thành kính quy Phật pháp tăng, hàng đến chùa hoàng đạo sau cuộc đời thanh cao. Như quý thầy đã chia sẻ, ngoài đời sống vật chất ra, các em còn cần một đời sống thứ hai, đó là đời sống tâm linh, đời sống an lạc, hạnh phúc và lòng tâm. Mà muốn có đời sống như vậy thì chúng ta phải thân cận quý thầy, quý sư cô đến chùa học đạo để đi, để nuôi dưỡng sự hiền tâm bên trong. Chúng ta biết là hiện nay ở bên ngoài đó, rất nhiều bạn trẻ hư hỏng, đi vào những con đường xa đọa là vì không có cái duyên để nuôi dưỡng thiện tâm. Cho nên các em phải dành thời gian, bố mẹ phụ huynh nên khuyến khích các em đến chùa để học đạo, nuôi dưỡng đời sống tốt đẹp cho tự thân và có thể làm lễ cho mọi người sau này. 14. Vâng lời Phật dạy bảo, không làm các việc ác, xin làm những điều lành, giữ tâm ý tịnh thanh. Nên là các em đến chùa thì phải lắng nghe vâng lời của Đức Phật dạy. Đức Phật dạy gì? Đức Phật dạy là không nên làm các việc ác và thường xuyên làm các việc lành. Trong kinh Na Hải Đăng Hàm đó, Đức Phật có ví dụ thế này: thật là rất xa giữa trời và đất. Và Đức Phật cũng nói là thật là
giữa bờ biển bên này và bờ biển bên kia. Và chúng ta cũng nói thêm là thật là rất xa giữa thiện và ác. Tức là giữa điều thiện và điều ác, các em cũng biết rằng là nó cách nhau rất là xa. Cho nên chúng ta đến chùa học đạo là để nuôi dưỡng thiện lành, nuôi dưỡng đời lành lành, việc làm tốt và ý nghĩ tốt xa. Và những cái điều gì xấu ác ấy, là Đức Phật khuyên là chúng ta không nên làm, không nên nói, không nên suy nghĩ. Vì sao? Vì nó đưa đến bất an khổ đau cho mình và cho người. Cho nên Đức Phật khuyên là không nên. Và kinh văn lễ hàm Đức Phật còn nói một lời thế này là người xấu ác thì như cỏ mọc ngoài đồng ruộng, người làm thiện thì như lúa trồng ngoài trong ruộng. Các em thấy rằng là để có lúa có cả ăn thì người nông phu phải gieo trồng. Thì cũng vậy, chúng ta muốn gặp được người lành, người tốt, người thiện thì các em phải thân cận với các bậc thiện hiểu tri thức. Các em phải gần gũi với thầy, với sư cô, nhất là sư cô chủ trì chùa Kim Lâu đây. Tại vì sao? Tại vì các em có duyên là được sư cô đã mở rộng lòng thương tổ chức những khóa tu như vậy rất là tốt đẹp. Để chi? Để các em có được cái môi trường lành mạnh, có một không gian thanh bình, có được cái nơi để các em nuôi dưỡng đạo đức, các em nuôi dưỡng thiện tâm, các em gần gũi với người thiện. Để chi? Để đời sống chúng ta an vui hạnh phúc. Đức Phật dạy chúng kinh đã làm này: một người muốn có một buổi sáng an lành thì người đó nên nói lời lành, làm việc thiện, suy nghĩ tốt thì sẽ có một buổi sáng an lành. Người muốn có một buổi trưa, buổi chiều, buổi tối an lành thì người đó nên nói lời thiện, làm việc tốt, suy nghĩ trong sáng thì có một buổi trưa, buổi chiều, buổi tối an lành. Thì như vậy chúng ta thấy là Đức Phật dạy để có một buổi, một ngày an lành thì chúng ta phải nói lời lành, làm việc thiện, suy nghĩ tốt để chi? Để chúng ta nuôi dưỡng sự an lành của chúng ta trong một ngày. Cho nên trong 5 ngày mà các em được nuôi dưỡng trong sự an lành, các em tập nói lời lành, làm việc thiện, suy nghĩ tốt thì các em sẽ có được 5 ngày an lành. Và 5 ngày an lành đó là 5 ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tuổi thơ của chúng ta, trong cuộc đời của các bạn là thiếu niên, thanh niên. Vì sao? Vì chúng ta có một kỷ niệm rất đẹp. Chúng ta được gần gũi với thầy để chúng ta nuôi dưỡng sự an lành cho bản thân. Và các em có biết rằng là các em có niềm an lành, có niềm hạnh phúc không phải cho bản thân đâu, mà là còn cho bố mẹ, cho ông bà, cho anh chị, rồi các em đến đây để tu cho con mình. Thì như vậy các em thấy rằng là an lạc, hạnh phúc và thân tình đã được thừa hưởng, và ông bà, cha mẹ, anh em, những người thân chúng ta cùng với chúng ta đến đây cùng có niềm an hạnh phúc vì chúng ta đang sống trong môi trường rất là làm thiện. Chúng ta nuôi dưỡng lời nói làm thiện, chúng ta làm việc làm thiện, chúng ta nuôi dưỡng tâm lý làm thiện. Cho nên chúng ta có một buổi, một ngày an lạc như thế này. Cho nên Phật khuyên là không làm các việc ác, thường là các việc làm thanh tịnh tâm lý mình để chúng ta sống an lạc một buổi, một ngày và cho đến 5 ngày. Và các em rồi quyền thực hành năm giới: không sát nhân tài vật, không cướp giật của người, không là lợi tài. Đây là các em còn nhỏ, nhưng mà sau này đó thì cái này khuyên là các em là lớn, như các em bây giờ có thể quy tâm bảo được rồi. Vì sao có thể quy tâm bảo? Chúng ta hiểu rất rõ là quy y là trở về nương tựa với Phật,
pháp và tăng. Ở gia đình thì các em còn nhỏ cho nên là tương tự với bố mẹ, với ông bà, với anh chị. Rồi sau này các em lớn ra ngoài làm việc phải tương tự với những người có địa vị, có nhân phẩm, quyền chức để mình có công ăn việc làm ổn định. Nhưng Đức Phật cho biết rằng là những chỗ tương tự đó chỉ là tạm thôi. Còn tương tự với Đức Phật, tương tự với Đức Pháp, tương tự với Đức Tăng là những chỗ tương tự rất vững chắc về đời sống tâm linh, về đời sống an lạc, hạnh phúc của chúng ta. À, cho nên các em sau này khi mà có duyên mình hướng tâm để mà quy tam bảo và như ở đây tập dạy đấy, là thứ nhất là không nên giết người, thứ hai là không nên trộm cướp, và thứ ba là không nên là nơi tà hành, có nghĩa là có những cái tư tưởng, những việc làm bất chính đó là không nên. Để chi? Để hình thành một giá trị đạo đức nơi bản thân. Thì lời Đức Phật dạy để muốn chúng ta sống một đời êm ấm hạnh phúc, cho nên Đức Phật khuyên là không nên làm các việc xấu như là giết người, trộm cướp, làm những cái việc bất chính, không nên, vì đó là khổ mình và khổ người. Rồi 16, luôn nói lời chân chính, không vọng ngữ ác ngôn, không cờ bạc rượu chè, không chỉ nghe ma túy. Tức là các em phải tập nói lời chân chính, nói lời ngay thật, không nói với nhau những cái lời ác, mà phải nói lời hòa ái, thương yêu, đem lại hạnh phúc cho mình và cho người. Rồi không nên tập uống rượu, không nên tập cờ bạc, không nên tập điều trẻ bé phép, và nhất là không nên đi vào cái con đường chỉ đeo ma túy, nó sẽ làm cho thân tàn ma nhạt. Đó là điều mà chúng ta nên biết và không nên. Rồi 17, không để bị mê hoặc bởi các cuộc ăn chơi đua đòi theo thời hốt, thiêu đốt cả bạc tiền. Tại vì đây như vậy thấy có nhiều em á, có nhiều bạn trẻ là mê, rất mê chơi game, có khi bỏ ăn, có khi bỏ học để chơi game, thì cái đó cũng thế. Cái vấn đề là mình phải biết là cân bằng trong cuộc sống, các em phải tập không cũng phải có điều. Và phụ huynh cũng phải tập cho các em có một cái thời khóa biểu, giờ nào cho các em học, giờ nào cho các em chơi, giờ nào các em phải ngủ, giờ nào các em phải là tập để mà chăm sóc bản thân, phải có giờ nhất cân bằng trong cuộc sống. Có nhiều bạn trẻ đó là mê chơi game quá, cho nên rồi không chịu học, không chịu vâng lời, rồi là có những cái việc làm không tốt. Các em biết rằng là trong Việt Nam có một bạn trẻ mê chơi game đến độ mà chết ở trên bàn game luôn. Tức là không chịu ăn, ngủ không chịu ngủ, mà cứ ngồi chơi suốt là vì nó cuốn hút, nó như là cái ma lực thì nó cuốn vào đó. Và đến rồi khi mà bố mẹ mà phát hiện ra thì em có đã chết trên bàn game. Để như thế không thể. Các em phải biết là cân bằng là giờ nào chơi chút xíu thôi, rồi phải học, rồi phải lo ngủ nghỉ, và nhất là dành thời gian để học của các em và phải học. Rồi những lúc gần xin bố mẹ đến chùa để nghe kinh học đạo vui những lần nữa. Rồi ở đây nói gì nữa, không đua đòi thầy phúc. Có nhiều bạn trẻ như thầy thấy rằng là cắt tóc rất là mô hình, rồi dùng tóc đỏ, rồi theo quần áo thầy phúc là cái tóc lên. Tại vì tuổi các em là tuổi học, tuổi dành cho việc học, việc nuôi dưỡng những cái điều tốt đẹp, cho nên không nên đua đòi.
vừa là thương bản thân, vừa là tốn tiền của cha mẹ, cho nên không nên như thế. Rồi 19, xin lỗi 18, nguyện siêng năng học tập, sau giúp ích cho đời, mỗi ngày thêm đẹp tươi, mọi người được hạnh phúc. Các em là tuổi còn nhỏ cho nên phải cố gắng siêng năng để học, để sau này mình có tri thức, có tài năng, giúp ích cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Xin cầu giúp tất cả sống hòa thuận bên nhau, thế giới hết khổ đau, chúng sinh thật an lạc. Chúng ta hôm nay được về được khóa tu rất là tốt đẹp. Trong khi đó rất nhiều bạn trẻ không có được cái phước lành như các em. Quý thầy xin nói các bạn trẻ ở gần chỗ quý thầy ở Vĩnh Phúc Sông Lô đó. Thì các bạn trẻ đó là già và vùng sâu vùng xa, cho nên rất muốn được đến để tham dự những khóa tu như các em, nhưng mà không đến được. Vì sao? Thứ nhất là nhà nghèo, thứ hai là không có phương tiện, thứ ba là các bạn đó không được cái duyên để gặp Phật pháp, cho nên là chưa có cái duyên để mà dự khóa tu như các em. Các em có phước lành, thứ nhất là gì? Là được bố mẹ, ông bà, cha mẹ khuyến khích đến chùa để dự khóa tu. Thứ hai, được sư cô chủ trì là tổ chức cái khóa tu để các em đến dự. Thứ ba là các em có gia đình đầy đủ điều kiện vật chất, cho nên mình đến mình tham dự rất là tốt đẹp. Còn rất nhiều bạn bất hạnh muốn về tu, muốn về học, muốn về nuôi dưỡng đạo đức và thiện tâm như các em không có được, là vì các bạn đã không có điều kiện. Cho nên chúng ta có được những cái điều kiện tốt là phải trân trọng, phải ý thức để chúng ta nuôi dưỡng những cái phước mà chúng ta đang có. Có hầu là làm tăng cho chúng ta về thiện tâm, về đạo đức, về giá trị của con người là tốt đẹp. Cho nên các em phải hết sức tự trọng. Và hai cái này gì? Thành kính lễ tam bảo, đức bổ sư Thích Ca, đức Phật A Di Đà, kính giáng cho lòng con. Hôm nay các em về chùa trên là con thiền đạo của người không chư Phật, và gần nhất là chúng ta thấy Đức Phật A Di Đà ngày người giữa, rồi Bồ Tát Đại Bi Quan Thế Âm, Đức Bồ Tát Đại Thế Chí, và trong ngôi chùa chúng ta thấy được là rất nhiều hàng chư Phật, chư Bồ Tát đang trì niệm trước mặt chúng ta. Thì đó là gì? Thưa, đó là một hình ảnh tốt đẹp mà chúng ta cần phải lưu lại trong tâm của mình. Ở đây xin ra kể một câu chuyện ở trong miền Nam để gửi đến các em. Có một gia đình, một phụ nữ tóc tay, và bản thân của phụ nữ đó là một Phật tử, cho nên được quý thầy khuyến khích là khi mang thai thì Phật tử nên để hình Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ở trước mặt, hàng ngày chiêm ngưỡng Bồ Tát Quan Âm, niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm và đọc kinh Bổ Môn nói về Bồ Tát Quan Âm. Và người Phật tử này đã theo lời quý thầy dặn và làm theo. Thì các em thân mến, khi phụ nữ đó sinh em bé thì em bé đã có mặt, các y bác sĩ ngạc nhiên vô cùng, tại vì em bé đó có một cái khuôn mặt như Bồ Tát Quan Âm. Và khi lớn lên đó, em hiền hậu, em đạo đức, em thiện tâm như là Bồ Tát Quan Âm. Và thường xuyên đến chùa để
tụng kinh khổ môn và trở thành một người rất là lành thiện. Thì hiện câu chuyện như vậy thì chia sẻ với em một điều rằng là chúng ta muốn có được những cái tính tốt, muốn có một ngoại hình đẹp, muốn có được một cái tâm an vui á, thì chúng ta phải là chiêm ngưỡng những vị Phật, những vị Bồ Tát. Ông Nguyễn Lê đó là một nhà sử học, là một nhà mà viết rất nhiều sách về đạo đức làm người. Khi mà ông đọc vào cuộc đời của Ngài Huyền Trang thì ông nói rằng là ước gì tôi có một chân dung của Ngài Huyền Trang để trước mặt. Là tại vì ông tìm thấy cái Ngài Huyền Trang thứ nhất là thông minh, thứ hai là cần cù, thứ ba là siêng năng, thứ tư là đầy lòng nhân ái, và thứ năm là rất là can đảm. Một mình dám đi qua Tây Trúc để trình kinh về làm lễ cho mọi người. Thì thấy rằng là có được một chân dung của một thánh tăng, một Phật, một Bồ-Tát chúng ta để trước mặt, thường xuyên chiêm ngưỡng, thường xuyên đọc tụng, thường xuyên lễ Phật, thì trong chúng ta là có những cái tính tốt. Ngoài hình chúng ta được thay đổi như là Đức Phật, như Bồ-Tát vậy. Cho nên ở đây thì thành kính lễ tam bảo Đức Bổn Sư Thích Ca và Đức Phật A Di Đà xin kính giá cho lòng con. Hôm nay là các em về chùa để tu 5 ngày. Trên có tam bảo mười phương kính giá, dưới là có chư Phật, có Đức Phật A Di Đà, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí và mười phương Bồ Tát chứng minh cho tâm tập của chúng ta, và có chứng năng, có chư ni là hỗ trợ để chúng ta hoàn tất 5 ngày tu tốt đẹp. Thì hôm nay về để chia sẻ với các em 20 điều dễ hơn, để mong rằng các em dễ hơn để làm tốt bộ phận, để làm tròn hiếu đạo với ông bà cha mẹ, và để nuôi những giá trị nhân cách đẹp. Thì trước khi gửi lời, xin gửi lời cầu nguyện Ngọc Ánh Tâm Bảo gia hộ cho sư cô Bùi Trì, chư Đại Đức Ca Tăng Ni luôn được pháp lệ thiên an, cũng xin chỉ độ Phật đàn viên thành. Xin gửi lời kính chúc đến toàn thể các sư cô. Trong 5 ngày được cảm thấy được nhiều kết quả tốt đẹp. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thank you.
Yeah.
trong thơ khẳng đã đưa lúc đã tài hoa thơ trời ơi. Nhớ nôn na mơ thăm thăm còn ôi trong bệnh thơ thu thơ thu điều. Là xong hạt tập thơ công yêu như là lúc xíu hút trái lúc cặp. Là thơ thơ mà đừng cảm giác như đại phụ mơ rắc thăm sọ. Wow. Xưa ở một nơi đồng quê bát ngát, nhà kia có hai chị em, bên được cha đặt là tâm cảm. Từ thơ ấu thơ tâm đa mê, người hơi ấm tay mẹ sẽ to ngày tâm thân này, tìm xưa con về nơi ấm êm. Xin đưa cho gia đình cô ta có thương mình thương thay cho thân phận đời cô tâm. Vui trên ngày xa nhà xa trên ngày đa cả không quan tâm ai trời ơi con. Mình nhớn cố đi ạ. Mình nhún cho mình lắc, mình lắc, rồi mình quay, mình quay, rồi lại đặt tay lên vai của người chưa đảm hợp. Rồi, mình nhún, rồi mình nhún, mình nhún, rồi mình lắc, mình lắc, rồi mình đấm, đấm nhỏ đấm lên vai là trước. Mình đấm, rồi mình thoa, mình thoa, rồi mình đấu. Người đầu tiên đó là người đội trưởng, chúng ta sẽ đặt chiếc vòng vào người. Sau đó, sau 3 hiệu lệnh của MC thì chiếc vòng của chúng ta sẽ được truyền từ người ở vị trí đầu đến người vị trí cuối. Chúng ta phải dùng sự khéo léo của cơ thể mình để truyền chiếc vòng sao cho... Vâng, đấy, đúng rồi ạ. Truyền đi ạ. Đó, đúng rồi, rất chính xác. Trong quá trình truyền, các thành viên không được buông tay bạn ra. Đội chơi nào buông tay bạn ra trừ 200 điểm. Được chưa? Được chưa? Sau đó đến thành viên cuối cùng. Hướng lên sân khấu ạ, nhìn lên sân khấu ạ. Sau khi đến người cuối cùng, chúng ta tiếp tục truyền ngược lại lên thành người thành viên đầu tiên. Xin mời. Truyền ngược lên thành viên đầu tiên. Rồi, truyền lên ạ. Đúng rồi, rất đúng. Vâng. Truyền lên thành viên đầu tiên. Khi nào thành viên đội trưởng trên này giơ vòng lên thì đội đó mới giành chiến thắng. Giơ vòng lên ạ. Đó, lúc đó chúng ta mới giành chiến thắng. 3 2 1 bắt đầu. Các bạn có muốn đi tắm không ạ? Bây giờ các bạn có 30 phút để các bạn đi tắm. Giờ là 6:03.
loài. Tôi tất cả muôn loài. Chúng con xin phát nguyện. Chúng ta xin phát nguyện. Luôn rau dồi trí tuệ. Luôn rau dồi trí tuệ. Luôn tôn trọng sự thật. Luôn tôn trọng sự thật. Chúng con xin phát nguyện. Chúng con xin phát nguyện. Luôn sống trong sự. Nhưng mà sau khi bạn sinh viên này
mua được từ cái bánh bao, nhưng mà cái bánh bao này là được đi lượm ve chai cả ngày mua được từ cái bánh bao thôi. Nhưng mà bà ăn thì bà sợ nó hết. Còn trước kia đó, bà còn đi học, còn là sinh viên đó, cứ hàng tháng là bố gửi tiền, mẹ gửi tiền, bà ăn uống, bà chơi bời, bà sắm sửa, bà tiêu xài rất phung phí, và bà không biết đồng tiền đó là bố mẹ vất vả như thế nào. Còn thấy chưa? Sau khi bà này thất nghiệp và đi tập đi làm cái nghề tự nuôi sống mình cũng xem thế nào. Thì bà đi làm cả ngày như thế thì có 5 đồng 2 hào mua được cái bánh bao, nhưng mà bà cầm cái bánh bao bà khóc. Bà không dám ăn vì sợ nó hết. Thì sau khi đó các con biết đó, bà đi qua một cái tiệm bán đồ á, thì người ta bán gần tan giờ hết rồi. Thì bà xin cái ông chủ đó là vào rửa bát cho người ta và lau nhỏ, làm quét nhà quét cửa sạch sẽ để xin họ một bữa cơm. Sau khi bạn này bạn làm rất là siêng năng vì sợ người ta không cho mình ăn, nên bạn làm rất là tích cực, việc làm không rồi bạn làm việc khác để cho người ta thấy mình tội lỗi để người ta cho mình ăn bữa cơm. Mà khi bạn ăn bữa cơm và bị đói quá thì con biết đó, làm xong cuối giờ người ta dọn dẹp rồi thì còn làm một bát cháo sau cùng người ta bán còn làm và còn hai cái cháo quẩy. Thì các con biết là sau khi bạn bưng cái tô cháo lên ăn thì bạn thấy được lắm và bạn cảm ơn hai ông bà chủ đó rất là nhiều lần, bạn cảm ơn liên tục vì may quá làm vất vả như thế nhưng mà chỉ có được một bát cháo nhỏ như thế, nhưng bạn cảm ơn nhiều lắm. Thì bạn ngồi bạn khóc, bạn nói rằng là bạn rất là thương bố và thương mẹ. Vì trước kia con ăn đó, con chỉ ăn một thìa thôi là con đổ vào sọt rác, con phung phí quá. Và con ăn con chẳng nghĩ là bố mẹ con vất vả cái đồng tiền như thế nào. Hôm nay con một ngày đời đi lượm ve chai, con mới thấy rằng đồng tiền thật sự là không nên xài phung phí. Bạn ngồi bạn khóc, bạn nói rằng là bố mẹ mình đã lo cho mình bao nhiêu năm trời ăn uống như thế, mình chẳng có một lời cảm ơn và thương bố mẹ gì cả, nhưng mà người ta mới cho mình có một bát cháo nhỏ thôi mà mình cảm ơn xối xả và điêu linh như thế. Anh ngồi khóc nhiều lắm, khóc quá trình và nói rằng là bạn thấy rằng là mình có lỗi lớn với bố mẹ rồi. Bạn ngồi khóc, khóc quá trình. Biết ở đây có ai khóc không? Ở đây toàn là con không có hiếu ai không nên thầy mong rằng là các con nhớ trước mắt các con không thể chạy ra ở bên ngoài đâu nhé. Có nhiều bạn khóc nhiều lần nhưng mà nước mắt đó là giả dối, khóc nhưng mà làm biếng lắm, khóc nhưng mà không phụ giúp cho bố mẹ được cái gì cả, chỉ biết khóc thôi, khóc để đòi tiền, khóc để ăn chơi, không kể làm khổ cho bố mẹ, chứ không phải khóc là để giúp cho bố mẹ hay là thương bố mẹ đâu. Nên nước mắt đó gọi là nước mắt gian dối, nước mắt không thật lòng, không thật lòng. Thế còn có nhớ bố không ạ? À? Có nhớ mẹ không ạ? À? Mấy ngày rồi. Ba ngày qua rồi. Mẹ ơi, ba ngày qua rồi. Tôi xin vì chúng con
chúng con yêu bố mẹ. Chúng con yêu bố mẹ. Chúng con yêu bố mẹ. Ban tổ chức sẽ tổ chức cái lễ đi ăn bố và mẹ của các con, thì các con sẽ lại bố mình và mẹ mình. Mình sẽ nói rằng trong ngày vừa qua con rất là nhớ bố mẹ, nhưng mà con đã lớn lên rồi, con đã biết trưởng thành và biết thương bố và mẹ rồi. Con muốn ăn thì cơm thế gì, con muốn mặc thì áo sẽ có để mặc, nhưng con thấy là còn bao nhiêu người đang còn khổ và đang còn đói khát, họ không đầy đủ như chúng con, nhưng mà chúng con chỉ ăn với họ thôi, nhưng mà chúng con vẫn không thương bố và không thương mẹ. Nên chúng con rất là bất hiếu, chúng con rất là có lỗi với bố và bên mẹ. Xin bố mẹ hãy tha thứ cho chúng con. Các con biết đó, ngày lễ sinh ra thì nhớ là năm đó là năm rất là đói, vì năm đó là năm 1983 và quê hương của thầy ở miền Trung rất là đói các con. Thầy có nhớ một lần là một buổi trưa đó nấu cơm, nhưng mà cơm thì ít lắm, nhưng mà toàn là khoai, mà ở quê thầy là gọi là khoai khô đó, phải ăn bột là cái cơm đó. Khi ăn các con biết đó, mẹ của thầy đó là không có ăn, mà mẹ nói là các con cứ ăn trước đi, mẹ sẽ ăn sau. Nhưng mà các con có biết đó, không phải là mẹ không ăn trước, mà mẹ muốn để cho mình ăn no cái đã rồi mình mẹ mới ăn sau. Nhưng mà thầy với tất cả những người em của mình đâu có hiểu như thế đâu, nên mình đem mình ăn hết đi thì mẹ sau cùng mẹ đã có để ăn. Nhưng mà mẹ rất là vui, mẹ đã nói là các con no là mẹ đã no rồi, các con vui là mẹ đã vui rồi, nên con thấy là tình thương của mẹ tuyệt vời lắm. Bao giờ cũng cao cả hết, bao giờ cũng thiêng liêng hết. Nên Đức Phật mới nói con có thể gọi cha gọi mẹ hai vai của mình để đi khắp thế giới này là mình cũng trả được ơn của cha mẹ mình đâu. Thầy nhớ một lần mà thầy lên 9 tuổi đó, thì thầy đi vào Việt Nam với bố đưa đi thăm ở trong miền Nam. Thì lúc đó rất là nghèo, còn tiền xe đi chỉ có 15 tiền mà thôi, thì còn nhớ như thế. Thì dành dụng được một số tiền đi trên đường đi, thì trong túi chỉ có 20 tiền mà thôi, đi xe còn lại có mấy tiền thôi. Thì cái một đoạn đường thì nó được xa đi một ngày một đêm mới tới đó. Thì các con biết đó, thầy thì ăn bữa nào bố mua cơm cho mình ăn, nhưng mà bố thì không ăn. Nhưng mà thầy nói là hôm nay thầy mới biết được cái điều đó, tại sao bố mình không ăn. Thì bố mới nói rằng là không, bố đi xe bố ăn không có quen, nên con cứ ăn đi, bố không ăn. Nhưng mà thực sự là tại vì không có tiền con, là bố mình rất là thương mình thì cho mình ăn thôi, mà bố thì không ăn. Thì hôm nay nhà Phật thầy mới biết là tại sao người bố và người mẹ rất là thương con của mình. Vì một chặng đường một đêm một ngày bố thầy chỉ uống nước thôi, thậm chí uống nước cũng như xin người ta uống cái chặng uống nước nữa, vì thật sự là cái hương mình nghèo quá, rất là nghèo. Nên từ ngày đó bố thầy tu là thầy mới còn suy nghĩ lại được là thương bố và thương mẹ. Cứ mỗi năm tháng bảy U Lan về đó, thầy hay mở cái U Lan là thầy đi hóa thầy tổ đó, thầy nghe rất là tâm đắc, và lúc nào thầy cũng ngồi thầy học. Thầy nhớ 3 năm đầu tiên thầy đi tu đó, thầy rất là nhớ bố mẹ. Đêm nào thầy cũng khóc cả, thầy mở cái đĩa kinh tụng ra thì thầy lại khóc, thầy ngồi thì khóc, khóc rất là nhiều. Vì thầy thấy bố mẹ mình rất là vất vả, rất là khổ, lại nghèo, lại khổ, còn nhiều các con nữa. Từ cái đó thầy rất là thương bố và thương mẹ của thầy. Các con biết đó, năm thầy đi tu rồi mấy năm sau thầy trở về đó, thầy vẫn thấy mẹ thầy vẫn xài một chiếc kim, vẫn xài một cái bóp đánh răng và đi cũng không thay đổi. Mà các con biết nó đã quên rồi, nó đến nỗi nó gần nó không còn cái gì nữa, nhưng mẹ thầy vẫn dùng. Thì thầy
đúng là 10 ngày rất là vất vả, rất là tiền tạm, mà không phải là tiền tạm để cho ai, để cho con mình có mặt. Thầy thấy cái tình thương của người mẹ người cha thật tuyệt vời. Thế thầy lúc nào mà cứ nhắc tới mẹ người cha là những cái chạy mắt, rất là thương mẹ và thương cha. Nhưng mà đến chỗ đó thầy thương mẹ cha thầy đó thì thầy luôn phát người là thầy phải tu thật tốt, thầy phải làm một người tu thật là xứng đáng và đừng để bố mẹ mình phải khổ của mình. Hiện tại bây giờ là thầy cứ lo cho bố mẹ một ngày nào cả, nhưng mà thầy hy vọng rằng mình sẽ tu thật tốt, sau này mình sẽ cố gắng thành lên bộ của bố mẹ mình siêu thoát. Đó là việc mà thầy cần phải sống rất là tốt với các con. Các con đang khóc và những giọt nước mắt ngày là những giọt nước mắt hạnh phúc vì mình được làm người này, mình còn có cha, mình còn có mẹ, còn có nhiều bạn đó, không có cha mà không có mẹ tội lắm các con. Quả đằng kia đó có một bạn là không có cha mà có mẹ, nhưng mà mẹ là đi làm vàng đi đại vàng, nhưng mà bị mù mắt của các con, nên bạn đó là còn mẹ nhưng mà mẹ lại không thấy được mặt bạn. Nên mỗi lần mẹ đi đâu là bạn con bị nhận mẹ đi. Cái tình bạn đều như thế, vì mẹ không thấy đường được mà bạn nó còn rất là nhỏ. Còn các con rất là may mắn, bố mẹ mình còn mắt sáng và còn có rất là nhiều thứ để ban tặng cho các con. Nhưng mà các con nếu như không làm một người con tốt đối với bố mẹ, con có lỗi rất là lớn với bố mẹ của mình đó. Nhớ là điều thế. Thế thầy mới thấy được rằng đó, có nhiều tấm gương của nhiều người cha và người mẹ rất là tuyệt vời. Nên thầy kể cho con một câu chuyện này, là có một người bạn tên là Tèo và tên là Tí. Thì sau khi được bố mẹ sinh ra đó, con biết đó, bạn Tí là anh của bạn Tèo. Thì các con biết là bố của bạn, hai bạn này là bị bệnh và bố mất. Bố mất thì mẹ với cô Tí là hay đi lượm ve chai và đi bán cái số để nuôi em của mình. Nhưng mà một ngày nọ đó, người mẹ cũng bị bệnh và không đủ sức để đi làm được. Nhưng mà hai đứa con thì còn nhỏ. Tuy Phú Tí nó là làm ăn nhưng mà nó cũng còn rất là nhỏ. Thì mẹ nó mới hết cách rồi, lúc này không còn đủ khả năng để nuôi con nữa. Thì mới có một người ở nước ngoài, ở bên Pháp đó, mới không có con và xin mua đứa con của bà và lấy số tiền để cho bà sống. Thì mẹ của hai bạn này mới nói rằng là bây giờ cái đứa con út là con Tèo đó, nó còn tương lai nhiều lắm. Bây giờ nó không có tiền có bạc thì làm sao nó ăn học đây? Nên mẹ nó đành phải nó phải bán nó đi cho một nhà giàu có ở bên nước ngoài để cho nó có đời sống vật chất sung sướng để nó được ăn học. Nên mẹ nó đành lòng phải để cho đứa con út của mình đi theo người ta sang nước ngoài là vì thương cu Tèo, cho nó đi để có tương lai, còn cu Tí ở lại với mẹ của mình để chăm sóc và sống với mẹ. Thì các con biết đó, sau cái ngày mà cu Tèo người ta tới đón nó đi đó, thì nó khóc, nó nói là mẹ ơi, mẹ đừng có bỏ con không có muốn đi. Nhưng mà mẹ nó mới nói rằng là con à, vì tương lai của con nên mẹ muốn cho con một đời sống hạnh phúc về vật chất, vì mẹ với anh con khổ là đủ rồi. Sau khi nói như thế xong thì cũng Tèo và hành mẹ nói là tại sao mẹ lại ghét con và đuổi con đi, và anh lại ghét con lại đuổi con đi, không cho con sống với mẹ với anh. Thì bắt đầu người ta mới bồng nó lên xe và chở nó đi, và cái con biết nó được sang bên Pháp nó ăn học, nó sung sướng lắm. Và khi nó sung sướng vào xe, nó không nghĩ tới mẹ và anh của nó, vì nó đang hành mẹ và anh của nó là nghĩ rằng là mẹ với anh của nó là đuổi nó đi, chứ không phải là nghĩ là mẹ và anh của mình là đang thương mình để cho mình có một đời sống vật chất. Nên nó đang hành mẹ và anh thì con biết đó. Sau một ngày nó lớn lên, nó về quê đó, thì nó về thăm quê đó, thì người ta mới nói là con Tèo
gia đình anh nó từ bố cho đến mẹ và các con bị có một căn bệnh lây nhiễm nhau. Nên mẹ của anh nó sau một thời gian anh đi thì mẹ của anh đã qua đời. Và anh trai của anh cũng thế. Thì cậu này nghe như thế thì rụng rời hết. Có nghĩa là lúc này không còn mẹ nữa. Thì cậu ta mới nói là không phải, mẹ tôi chưa chết. Lúc này cậu ta muốn rằng là chỉ cần thấy mẹ là được rồi. Nhưng mà cái con biết là mẹ không còn. Cậu ta khóc rất là nhiều. Và cậu ta cầm lá thư lên đọc. Cậu ta cầm lá thư lên đọc. Thì mẹ cậu ta không biết như thế này. Tèo ơi, mẹ rất là yêu con. Mẹ rất là thương con. Mẹ với anh, mẹ biết là bệnh của mẹ với bệnh của anh con là không sống được lâu ngày. Nên mẹ muốn cho con có một đời sống hạnh phúc. Nên mẹ mới bán con cho người ta để người ta lo lắng cho con. Nên mẹ xin lỗi con là mẹ không làm còn một phần trách nhiệm để nuôi con hết cuộc đời. Thì các con biết là sau khi cậu Tèo này gặp xong lên dưới đó thì cậu ta khóc rất là nhiều. Cậu ta đã cố hạnh vì hiểu lầm mẹ mình rồi. Mẹ mình đang nghĩ tốt và lo cho mình. Nhưng mà ngược lại thì mình lại nghĩ rằng mẹ lại thầy bỏ rơi mình, anh lại bỏ rơi mình. Nhưng mà không phải. Mà chính là mẹ và anh đang thương mình, đang lo cho mình. Vậy là bao nhiêu năm đời cậu ta sống trong một ngôi nhà, một nơi trốn sung sướng mà không nghĩ đến mẹ với bố, mà nghĩ rằng không nghĩ đến mẹ với anh, mà cứ trách mẹ với anh luôn luôn là không bằng lòng. Đó các con nhớ. Nên các con cũng đừng bao giờ nghĩ rằng là dù bố mẹ mình có làm gì đi chăng nữa cũng chỉ để vì con cái mà thôi. Con có nhớ không? Đừng bao giờ làm cho bố mẹ mình khổ. Đừng bao giờ làm cho bố mẹ mình khổ. Nên hôm nay đó, những giọt nước mắt của các con là những giọt nước mắt của hạnh phúc, của yêu thương, của sự hạnh phúc vì mình đang còn bố và còn mẹ. Và đang được ngồi ở đây, được ngồi trước Phật Bồ Tát và chứng minh cho những người con đang ngây thơ và bé nhỏ như thế này. Chúng con sẽ hứa, chúng con sẽ sống làm sao nó thật là xứng đáng với bố, với mẹ của mình. Nên các con nhớ chỉ còn 2 ngày nữa thôi. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi là các con đã hết khóa tu rồi. Vậy thì các con cố gắng làm sao trong 2 ngày này các con sẽ sống thật là tốt. Và sau khi mình trở về nhà, mình hứa với bố với mẹ là mình sẽ làm người con ngoan, người con hiếu của bố với mẹ. Các con phải phát nguyện thật. Và các con phải còn nỗ lực cố gắng hơn nữa. Các con phải nỗ lực cố gắng hơn nữa. Thầy biết là các con rất là nhớ mẹ và bố của mình. Vì từ lâu nay mình chưa xa bố xa mẹ lần nào cả. Nhưng hôm nay mình lại xa tới 5 ngày trời như thế này. Chắc chắn là các con rất là nhớ bố và nhớ mẹ. Nhưng mà không sao, vì các con muốn rằng là các con sẽ có một đời sống tự lập cho bản thân mình. Con muốn mình sẽ lớn hơn lên thêm một chút nữa. Cái bố mẹ cứ yên tâm, tôi con biết là con rất nhớ bố mẹ. Nhưng mà con sẽ cố gắng hoàn tất trong 5 ngày học tập thật là tốt để các con trở về lại làm người con hiếu thảo với cha mẹ. Cha mẹ cứ yên tâm, các con sẽ làm người con tốt với cha mẹ. Vì con đến đây được các thầy, các cô, các chị dạy cho con là điều hay lẽ phải. Cha mẹ gọi thì phải trả lời ngay. Cha mẹ bảo thì chớ làm biếng. Cha mẹ dạy thì phải kính nghe. Cha mẹ trách thì phải thừa nhận. Đông phải ấm, hạ phải mát. Đi phải thưa thì về phải trình. Nên các con nhớ rằng là bố mẹ của mình tuyệt vời lắm. Đức Phật nói đó, cha là Phật và mẹ cũng là Phật. Nếu ai bất hiếu bất kính với hai vị Phật ở nhà thì người này sẽ bị lâm thành hộ pháp trời đất sẽ để trừng phạt con người này. Nên hôm nay các con rất là hạnh phúc vì những giọt nước mắt này là những giọt nước mắt của tình mẫu tử, của mẹ và của cha. Nước mắt của các con đang chảy giờ này, thầy nghĩ chắc chắn là ở nhà bố mẹ của các con cũng đang chảy nước mắt. Cái nhịp tim đập của các con bây giờ đó cũng là nhịp tim đập của bố mẹ các con đang ở nhà. Bố mẹ các con ở nhà giờ nào cũng theo dõi các con hết đó.
trời này đi làm về chưa ăn uống gì cả, nhưng mà bố mẹ các con sẽ nghĩ tới các con rồi. Bố sẽ nghĩ là giờ này không biết con mình có khỏe không, có học tập ngoan không, có nghe lời ban tổ chức không. Các con biết đó, các con ngồi đây mà bố mẹ các con lúc nào cũng theo dõi các con cả, cũng hướng đến các con cả. Nên thầy biết rằng là các con cũng đang hướng về bố mẹ mình, thì các con phải nỗ lực cố gắng. Làm sao phải cố gắng là mình sẽ là một người con có hiếu với cha mẹ, có hiếu với cha mẹ. Từ nay con về nhà là con không bắt bố mẹ phải làm gì cho con nữa, mà con sẽ làm cho bố mẹ. Con tự ăn, con tự giặt, con tự tắm và con tự rửa. Như con đang ở chùa trong 5 ngày, trong 5 ngày đó con đi dép con tự sắt, con ăn cơm con tự lấy, con đi tắm con tự tắm, và con giặt thì con tự giặt. Nên con đã lớn lên rồi, con biết rằng là mấy lâu nay là bố mẹ vất vả vì chúng con lắm. Lúc nào bố mẹ cũng lo cho chúng con, nhưng mà chúng con rất là bất hiếu, rất là ngang ngược, không nghe lời bố và nghe lời mẹ. Ai? Chúng con. Chúng con. Chúng con. Chúng con. Xin ta bảo chứng minh cho lòng thành của chúng con.
con xin vì cha mẹ. Chúng con xin vì cha mẹ. Xin vì ông bà. Xin vì ông bà. Của chúng con. Của chúng con. Xin đối nước ta bảo. Xin đối nước ta bảo. Cầu nguyện gia hộ. Cầu nguyện gia hộ. Cho ông bà. Cho ông bà. Cho cha mẹ. Cho cha mẹ. Thân tâm an lạc. Thân tâm an lạc. Tật bệnh tiêu trừ. Tật bệnh tiêu trừ. Tai qua nạn khỏi. Tai qua nạn khỏi. Sống đời với chúng con. Sống đời với chúng con. Chúng con xin hứa. Chúng con xin hứa. Chúng con xin hứa. Chúng con xin hứa. Làm người đệ tử. Làm người đệ tử. Của Tam Bảo. Của Tam Bảo. Luôn phải hiếu thảo với cha mẹ. Luôn phải hiếu thảo với cha mẹ. Luôn quý kính ông bà. Luôn quý kính ông bà. Luôn thương yêu mọi người. Luôn thương yêu mọi người. Xin Tam Bảo gia hộ. Xin Tam Bảo gia hộ. Cho lòng thành của chúng con. Cho lòng thành của chúng con. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Xá. Con xá xuống. Lê. Tất ta. Con ngồi xuống. A Di Đà Phật. Thì mong con của mình ôm hôn mẹ.
còn con thì đóng chặt cửa ở trong chính phòng riêng của mình. Mẹ ơi, tuổi đứa bé 5 tuổi ngày nào, bây giờ con đã là một đứa trẻ 15 tuổi rồi. Con đã bắt đầu có cuộc sống riêng của chính bản thân mình. Con đã biết đóng chặt cửa để thu nhỏ mình trong chính thế giới riêng đó. Con không biết rằng con không dành được cho mẹ một cái ôm. Con hỏi mẹ được một câu, mẹ đi làm về có mệt không? Con lấy cho mẹ một cốc nước. Con đều biết rằng suốt 15 năm qua, mẹ đã dành cho con biết bao tình cảm, mẹ đã dành cho con biết bao sự yêu thương. Nhưng mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con nhé. Con chỉ là một đứa trẻ 15 tuổi thôi. Con và nhắc nhở mẹ con về chuyện gia đình. Mẹ con
Mẹ tỉnh dậy để nghe con nói rằng con yêu mẹ.